ai của mình. Bây giờ cô nói cái như này để cháu hiểu này, cái bọn biểu tình này hắn đánh những các công ty để cho con em Việt Nam không có công ăn việc làm. Cô nói giống như hắn chỉ nói là Việt Nam mình là chất độc nhiều, chất độc là những cái người mà bán hàng đấy vì lợi ích riêng mà hại người Việt Nam, hại người Việt Nam, chứ đừng có đổ những các công ty. Bây giờ Việt Nam mình đi sang nước ngoài đi làm, cô nói thật với ông, một khi đóng 100 triệu sang bên này đi làm đấy, cái ngôn ngữ bắt đầu không biết, làm không đủ tiền về phán vỡ lỡ rồi sau là mang thù bỏ đi cắm ngân hàng, không có phải ngân hàng người ta đến người ta thu tài sản rồi, chứ bảo là cũng đang cướp đất cướp nhà đó. Cho nên chính phủ mình người ta mới mời các công ty nước ngoài về Việt Nam để cho con em có công ăn việc làm, dân giàu nước mạnh. Đến nó đập phá những các công ty, nó chửi bới những các công ty Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, rồi là Hồng Kông Trung Quốc, nhưng mà nó nằm ở Việt Nam mình là nhiều, mà nó đánh thằng Trung Quốc là nó đánh kinh tế Việt Nam mình. Đúng không? Bây giờ nó kích thằng Trung Quốc suốt ngày, nó chửi thằng Trung Quốc này, thằng Trung Cộng này, thằng họ kia, là nó kích một cái ông khổng lồ bên cạnh mình ấy để đánh Việt Nam mình để bèn cứu chính quyền. Đã hiểu chưa? Chứ không phải là hắn cầm thủ thằng Trung Quốc được, hắn cũng cầm thủ thằng Trung Quốc bởi vì thằng Trung Quốc ngày xưa là tài trợ cho mình đánh nó. Cái thứ nhất, thứ hai là giờ chỉ chọc thằng Trung Quốc để thằng Trung Quốc đánh mình để chống đánh cướp chính quyền, nhưng mà nó ngu là như này. Nếu như Việt Nam mà chính đánh Trung Quốc thì mình đấy ở mỗi một cái địa phương nào, những ai dùng tỉnh ai đến như nào là cảnh sát công an nó biết hết. Nếu chính đánh phải lật cái bọn này ra nó trường thống thì sau đó cái chiến tranh nó để cho chúng mà nó đi cướp chính quyền, để cho chúng mày về bên kia về làm sao không đấy. Mình thú ở bên đây mấy cái ông mà 70-80 tuổi chết lúc bé miệng lỗ rồi thú ngày cứ bảo này chứ năm 2017 năm 2018 về Việt Nam về Việt Nam tức là chứ chơi tông cô đó đi. Cái ngày xưa mà cái thằng Mỹ mà nó đang ở đất nước Việt Nam mà nó tài trợ cho chúng mày cả người cả của như thế, mà chúng mày không đánh nổi với người đàn bà đã cầm cái khẩu súng trường. Mà bây giờ chúng mày các cô đi làm mở đường, mỗi người đeo khẩu súng đằng sau lưng, cái khẩu súng bây giờ bắn 1.000 đạn thì lùn cổ hỏng cái, mà cũng bắn máy bay nó rơi xuống. Mà cái ngày đấy mà không làm gì được, mình cầm cái khẩu súng mà ngày xưa mình cướp được của thằng Pháp với thằng Nhật ấy, mà nó bên nó còn chẳng làm gì được mình ấy. Mà bây giờ nó nghĩ năm 2018, 19, 20 rồi, mẹ cũng thả nó. Anh chưa thấy thằng Trung Quốc với thằng Bắc Triều Tiên ấy là phơi vũ khí ra ngoài đường. Anh chưa tưởng đến cái bọn nó nhiều vũ khí lắm đấy. Nhưng mà cô bảo cái này chúng mày ngu lắm, cộng sản chúng ta đéo thích khoe vũ khí là khiêu khích đến nhau, các nước nó ghét. Ngu. Những cái người mà khoe vũ khí là các nước đấy, như cái thằng Eri đấy, chỉ vì khoe vũ khí đấy mà thằng Mỹ nó mang bom đến đánh bỏ đấy. Mày làm nhiều vũ khí thì mày đi đánh nhầm chúng tao à? Cho nên mang đến đàn quét đấy. Cho nên Việt Nam mình nó còn làm nhiều hơn như thế, nhưng mà nó còn làm vĩ đại hơn cái bọn đấy. Nhưng mà nó không biết Việt Nam mình cất ở chỗ nào, bộ đội mình cất ở chỗ nào. Đúng không? Ngu lử. Cho nên cô bảo nó này, chúng mày học được cộng sản chúng tao được mấy bước chân, học cộng sản chúng tao được mấy giấc ngủ, học cộng sản chúng tao được mấy lời ăn hết nói. Vì chúng mày chứ ngửa miệng chúng mày chửi cộng sản, ba thằng cộng sản ngồi đá đu đuổi đứt, thì chúng mày một cái tay là đứt, mày đứng sau chúng mày bị tụt quần chạy vải đái rồi đấy. Đang ngu để hay nói văn hay nói thơ. Cho nên cô bảo thế này, trâu ta ăn của đồng ta mà chứ ăn đồng người làm bắt mất trâu. Cái thằng Mỹ nó còn bay đi làm thầy tớ cho nó, đi chết thay cho nó, và sang đấy mà nó cầm cái tay của chúng mày nó vứt bay trong vào trong tủ. Chúng tao ở nước chúng tao làm trai, cảnh sát bắt chúng tao đi tù, đấy là vô tư. Nhưng mà đi làm thầy tới nó mà sang đấy mà còn bị nó bắt nó nhốt này, nhục nhã. Nhưng mà cô nghĩ cái bọn này nè, mấy trẻ hơn con chó mà đi nữa nó không biết ngủ. Đấy, là cô bảo là cô nói sự thật, cho nên cái bọn bậc quen chạy hết mất rồi. Kể chúng nó miễn là cô cháu mình nó
chúng nó vào là cho nó sôi động lên tí thôi. Chắc cô ăn ăn những các cái cây sung, cây súng, ăn những các cái con cua, con đam ấy. Cô nói thật với chắc là nhiều lúc ấy còn không nấu được mà ăn ăn sống đam ấy, ăn sống kẹp cái lông má đẹp, ăn ăn cái lông má về ăn đường ấy. Ăn uống ngập, ăn mà phải như này này, phải bỏ nhiều nhiều muối là ăn cho nó mặn mặn để uống nước cho nó no bụng. Cực khổ độ như thế. Mà cái con bạn của cô đấy, nó vừa viết lá thư, nó bảo cô là bỏ một phong nghỉ cho nó. Nó đi sang bên kia đấy đi nhật, chẳng thấy nó về nữa. Lúc khi các cô sang đây tìm nó là đầu đi một nơi, chân đi một nơi, chẳng chẳng nhặt được hết. Người ta hy sinh như thế, người ta không hận thù chúng nó à. Mà chúng nó nói thật, nói thực ra là chúng nó giết chúng nó là nhiều, chứ cộng sản của mình giết được bao nhiêu. Ăn ngồi trên máy bay nó cũng biết là cộng sản mình hay là nó đâu, chứ thấy người là ở trên cao mới nhìn thấy người là nó bồn xuống, không biết là ai mà chính thằng Mỹ để nó tha một đống cái bọn mà què chân què tay của cái bọn mà Mỹ người đấy. Thì người bé nó xông cái này nó thả mẹ cái xuống đấy là nó bay thì chỗ nó bay vào trong này, nó chia đi đón người Mỹ của nó có đón rất trời đối với bọn này chết rồi chết nỗi. Sau là người dân mình ở trong bên Tre đấy nhặt được rồi mang ra đi biểu tình như ngày đấy. Ừ. Sau đó bọn lính của nó mới quay đầu về với mình, lính sợ mới quay đầu về với mình, nó nhiều quay đầu về với mình, thằng quân đoàn, thằng hai quân đoàn rồi. Ừ. Là những cái bọn mà nó chở tải đạn cho nó đấy, nó tải đạn sạch cho mình mới thắng được nó cái gì đấy. Thì nghe thằng giáo có người cái thằng Mỹ Ngụy đấy, cái thằng thiếu tá thượng tướng của nó đi những chở xe đạn đến bán với cộng sản mình. Rồi là có thằng là nó theo mình nó đi lấy xe chở đạn vô chúng nó đấy, nó chở thẳng vào khu đường mình cho cái tưởng đâu là mình lấy đạn đâu mà tải thôi. Lại mất sóng rồi. Hôm nay thật sự ra là nghe cô kể chuyện rất là cảm động. Lại mất sóng rồi. Nó sai đâu. Bây giờ là cái bọn mà chứ đi càng theo nó ở Việt Nam mình hiện giờ mà chứ đi biểu tình đấy. Bây giờ cô nói với cháu là nó không đi biểu tình nữa. Biểu tình bây giờ dân nó ra đường nó đập chết. Cho nên bây giờ là nó thay đổi hướng như thế này. Nó dùng mạng, nó tấn công vào những các cái đầu não trung ương. Nó nói xấu. Rồi là nó tấn công vào cảnh sát, công an, bộ đội. Vừa rồi có cái thằng Huy ấy. Thằng Huy đấy là đi đến cái chỗ bộ đội ở trong miền Nam ấy, cháu nhìn thấy bạn thấy chưa? Hai hôm nay đấy. Đến đấy là chạy vượt quá khu vực, là tức là nó chạy vào trong đồn ấy, đi vào trong cửa, đi vào đồn, nó cố tình để gây sự với cái công bộ đội. Là bộ đội mình ra ăn đuổi ra không được, và nó đấm cho mấy đấm nữa là chạy ra rồi là sau cái anh lấy cái thuốc đỏ đấy nó đổ lên đầu nó đổ cho là bộ đội đánh nó chảy máu mà. Là mấy hôm nay là trên cộng đồng mạng đang chửi với đấy, cho nên cô bảo là cái bọn này là cái bọn ăn vạ. Mà cô cứ nghĩ rằng là theo như các cô ấy, nhân dân mình ấy, là cứ phải cái bọn nào mà nó cầm vũ khí đi khủng bố như cái vừa rồi bắt được mười mấy bữa, phải tử hình để làm gương cho kẻ khác. Mà không mà bắt hết cái bọn mà chứ người tỉnh hàng ngày ấy, mang ra cái côn đảo kia xem này, những cái người xưa người ta chết ở ngoài đấy, để cho nó xem những cái người mà người ta ngồi tù người ta chết ở ngoài đấy, những cái người mà bị đóng đinh đóng cọc rồi người ta sống ở trong khu đấy như thế nào, rồi mang nó ra ngoài đấy cho nó sống để cho nó mới nhớ đời những cái người mà người ta phải chịu cực khổ như thế nào. Đã giải phóng 43 năm rồi, cơm no áo ấm rồi để là không muốn, lại muốn bom ở trên đầu nó rơi xuống. Cho nên dân nhiều người ta bức xúc lắm, người ta muốn đánh, nhưng mà anh chỉ chửi cảnh sát. Cô nói thật với giáo chứ, nói chứ chửi chính cảnh sát, chính quyền bảo vệ chúng nó đấy, chứ không có là dân nó đập chết thì đừng có tưởng đâu. Ở trong Nghệ An ấy vừa rồi dân nó tấn công vào tận nhà, anh còn định vào nhà giáo đập tan cái khu nhà thờ đi. Tưởng một khi người ta đã, người ta nhân nhượng là người ta nhân nhượng, mà một khi người ta đã quá đà rồi thì đừng có mà trách, bởi vì
Anh chưa thấy những cái người cảnh sát đấy, người ta học bao nhiêu năm bao nhiêu tháng người ta ra đi ra được cái ngành, rồi nhà nước mình lại bảo lên này không được ngược đãi với nhân dân. Nhưng mà cô nghĩ ở đây này, nhân dân mình là có hai loại nhân dân, một dân như mình đấy là chính nghĩa, còn thứ đó là phản quốc, đúng không? Thì phân biệt. Bây giờ mình chứ xô người mình với nó xô ra được, cứ để cho nó ra đường cái chửi bới mình như thế, rồi anh đánh cảnh sát, rồi anh đi xe, rồi anh không đứng lại cảnh sát, cái đậu lên xe của nó rồi anh hất người xuống. Cái bọn này thì có phải là mình cứ để cho nó trong nước anh giết mòn giết dần người mình sao? Chứ không? Thế nên là cái này chứ phải tử hình, bắt được là tử hình thì mới làm gương cho kẻ khác. Bây giờ anh chứ tưởng đâu là mình không nói, là anh tưởng đâu là anh nhìn những các người, cô nói thật với cháu này, cô chỉ nhìn cái bọn mà bao quê mà anh chỉ đi gây sự với cảnh sát mà đánh nhau thì các cô đứng ngoài bức xúc lắm. Vâng. Không cho nó về Việt Nam ấy thì nó bảo là không cho nó về, cho nó về Việt Nam rồi nó ở sân bay đấy, nó chọc thợ túi nó ra cho hỏng như là nó đổ như là cộng sản móc túi của nó. Cô bảo chúng mày ở bên Mỹ đấy, cái tiền mà thằng Mỹ nó trực cấp cho chúng mày đấy không bằng cái tiền ở Việt Nam nó còn sáng rồi. Thì cứ mở miệng về Việt Nam, cái hôm đấy các cô định đánh ở ngoài đấy đấy, các cô ngồi đến mười mấy người, nhưng mà cái hai anh công an bảo thôi đừng 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 mấy vào nó làm gì, nó trách mình, người ta không chọc vào kích người về hết mà đóng kích, người ta không muốn chọc nó vào cái đóng kích nhưng mà người nên người ta chứ để cho nó yên nó qua đi, rồi người ta một phút thì nó thối, cho nên người ta phải để cho nó qua đi. Hắn cứ tưởng đó là mình không làm cái gì nữa. Cũng như nhiều các cô ở bên nước ngoài này mà chưa nhìn thấy cái bọn mà cái hôm mới thằng nó đi sang bên nó cũng là giáo dân ở Quả Đen đấy, vâng gì cô quên cái tên này, nó sang bên Đài Loan. Bọn cô này thuê 12 thằng đầu gấu ở Đài Loan đi tìm nó, nhưng mà nó không dám ra được. Cái bọn lớn thì nó các cô được cho nó vài nghìn thôi, vài nghìn đó thì tính ra tiền Việt Nam mình còn độ vài triệu. Nó bỏ vào cái bao tải nó vứt cho ca sấu ăn, chứ nó không cần đánh đâu, nó vừa đánh bệnh tay mệt người, mình vứt ca sấu ăn còn cái gì đâu mà biết. Thằng Tân, thằng Duy Tân bây giờ nhớ là Duy Tân. Mà nó thích mà bố nhà nó dạo này, bây giờ nó không dám lên mặt nó nói bố láo nữa, thì phải dẫn nó đánh vô mình không dám ra đường nữa. Cô nói cô có nghe như giáo dân thì cô các cô không dám nói cả, thế là mình có một cái phố rồi. Cái giáo dân mà người ta tụ tập cùng với nhà nước mình đấy, nhà nước mình người ta tổ chức rồi người ta họp hành này, rồi quay phim này đăng lên đài TV này. Đấy là giáo dân là nhà nước mình đấy. Còn cái bọn này là tự dựng ra một cái giáo dân, mà chính cái giáo dân ở trong nhà anh đấy, cái nhà thờ đấy là nhà thờ ở dân ở trong đấy, là lấy cái tiền bồi thường của cái bọn phố mua xa đấy để xây cái nhà thờ cho nó. Xây cái nhà thờ cho nó đấy, mà bây giờ nó đi ra, nó quay đầu lại, nó nói là hắn là dân oan. Hắn dân oan thì cô hỏi đó là nó dân oan làm sao mà nó lại đi đến sở ủy ban mà nó đi dựng cái cờ đổ sao vàng của mình xuống, hắn treo cái cờ vàng của nó lên. Nói dân oan là nói như thế à? Nói dân oan là như cái thằng Vô Ba, thằng Dũng Dũng lái xe ôm ấy. Nó chửi lên công an, nó chửi này bị đập rồi, chửi người ta hôm nay ngày mai bị dân nó đập cho. Đấy, cái chuyện như này, nếu như là cái chế độ cộng sản mà lật đổ đấy thì mày biết tay tao, thì cháu hỏi nó là dân oan à? Mỗi phút ngày nó thấy mình là đốn cây đốn cối để trồng cây khác, già rồi to rồi mình người ta phải đốn, người ta trồng cái đĩa lên muốn đổ chết người nguy hiểm đúng không? Nó ra nó bảo nó cây xanh. Cái cô bảo là vừa rồi cơn bão vừa rồi đấy, cây cối nó đổ đầy đấy, cây xanh nó có cho nhìn thấy đứa nào nó ra nó dựng cây xanh không?
Thế bây giờ cô bảo như này, nếu mà nó bữa sau mà mình được đúng cây ấy, mà nó ra nó bảo như cây xanh ấy, viết một cái cam kết, anh ký vào đây, anh yêu cây này đúng không? Nếu như cây này muốn đổ ở đây là anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chết người anh người đèn như vậy, hỏng xe anh người đèn xe, để xem cái màu bốn nó có dám ra nó ký ấy. Nó bảo nó yêu đồng bào, mình là cứ ở trong Vinh, trong Nghệ An ấy, cơn bão vừa rồi nó chết nó trôi bao nhiêu người, cô chẳng thấy cứ ở hải ngoại gửi về đồng nào mà cô cũng chẳng thấy biết cái bọn dân oan dân ủng nào, bị bọn giáo dân đi ra đi vớt người ta, mà chỉ có cái bộ đội công an thôi. Cho nên cái bọn này ấy là cái bọn anh nói là anh đi giáo dân, mà cái thằng Ngũ Thái Hợp đấy, cái thằng Ngũ Thái Hợp cô cử một lần ấy. Những cái hộp nó đứng ở trong cái thằng những cái hộp với thằng Nam với thằng thục thì nó ít, nhưng mà thằng Nam với thằng Thục à với thằng những cái hộp là anh cứ ấn vào trong đây là an toàn với dạng cộng sản ác với dân với cộng sản với nội ta phải làm như nào để lật đổ cộng sản, thì cái giáo dân gì cái đấy có phải giáo dân, cái này là cái gây chiến tranh gây tội ác. Cho nên cô cái ngày đấy mà nó cô là người đầu tiên chửi cái bọn đấy, cái bọn phản động cô là người đầu tiên, ông Trần Nhật Quang ông là người thứ hai đi chửi với người Hà Nội này, ông Trần Nhật Quang. Cái này đấy là cô chửi với người đấy, cô bảo này tốt nhất là mày bị thả cái thập giá này, cái cổ của mày mày để cái thập giá này cổ của mày đấy là nó ảnh hưởng đến cái dân giáo, giáo dân, giáo dân người ta nói là giáo dân là phải có cái đạo đức, cái giáo mà giáo vô đạo đức như thế này thì giáo gì, giáo đầu gấu à. Cứ bảo cháu là cái thằng những cái hợp đấy 7-8 thì tụi nó là ngày xưa là nó mà thằng lính nguy à. Cái thằng những cái hợp đấy là ngày xưa là nó là thằng lính nguy, nó là làm ở trong cái nhà thờ ở trong miền Nam ấy. Khi mà giải phóng thì là nó chạy trốn, nó chạy trốn cho nên là bây giờ nó mới về nước. Nó cậy cái thằng, cậy cái ông BP căng ở bên Mỹ gì cả. Cho nên nó về làm cản. Nhưng mà Việt Nam mình ấy, cô cứ nghĩ sợ đấy, cái thằng Mỹ ngày xưa mình nghèo như thế mình còn đánh nó, bỏ mẹ nó, giờ sợ Việt Nam mình, bây giờ sợ cái gì. Nhất là biết cô nói thật thế giới. Tòa cái xe tăng đến nó ủi hết cái khu nhà thờ. Bây cô nói thật biết đâu bây giờ trên thế giới người ta đang dập cái bọn này này, đang dập cái bọn tiền di cầm này này. Cái bọn này là cái bọn nguy hiểm cho đất nước, ở nước nào cũng thế, nguy hiểm. Nó toàn có thành lập hội nhà giáo lên để đi giết người này, người chiến tranh. Cái bọn nhà giáo ở nước ngoài đấy, nó biển mặt biển mũi cho có thấy. Anh chỉ lấy dao nó cắt cổ người ta đấy. Cái bọn này cái bọn này ôn lắm. Cái bọn ngụy hắn là cái lũ ngụy cả này, toàn cái bọn này chứ người ta cho tiền là làm cái bọn giáo dân nó thế, cái bọn cái đi cái cặp nó thế. Cho nên ấy cô nói thẳng như cái thằng Khải đây, cháu biết thằng Khải nó ở Việt Nam này, ngày xưa là nó hít dâm một cái con em bé 12 tuổi, bắt đi tù và 20 năm, về bây giờ chạy sang bên Mỹ ấy. Hôm ở Hà Nội là cãi nhau với công an rồi làm trộm phòng một hồi nữa là trốn chạy sang Mỹ, nó quay đầu về Việt Nam với chửi Việt Nam, hắn mang cái ảnh ông Ngô Đình Diệm lên hắn tương thở. Thì cô hỏi nó là năm nay mới có 40 mấy tuổi thì nó biết cái gì về chiến tranh Việt Nam, nó biết cái gì về cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, mà nó biết cái gì về ông Ngô Đình Diệm mà nói cho bác học. Thì cô hỏi là cái thằng Khải đấy, nó nói là nó giấu Việt Nam mình là từ Bắc Hồ Nam, chỗ nào cũng bán bia, chỗ nào cũng có bia bán, hẳn bia, chỗ nào cũng có. Thế mà cho cô thấy nó ở trên diễn đàn nó nói xong rồi nó xuống bia cái bia cũng như uống nước đáy. Nó nói vào cái thằng này, cho nên cái bọn này hắn cứ nói chứ cô biết nghĩ gì đâu. Nói mà mình đừng làm thì người ta lại không chửi mình. Mà nói mà lại cứ làm theo những cái chê người ta mà mình cứ làm theo. Cho nên người ta bảo là chó theo chó chê nhỏ lắm lâu. Người ta chú chê Việt Nam chỗ nào bán con bia mà mình lại sang bên bên cũng bia uống bằng bậc. Cho nên cái bọn này là không người giáo, người tu đạo gì, hắn chỉ phát cái áo lên thì làm ma làm tà thì. Cái phòng cô để giáo đạo gì được. Giáo đạo gì mà đi chơi gái hình phạch, đi ăn thịt chó bằng bầm, cái bọn đấy.
Cái ông Nguyễn Thế Hợp ấy là thiếu nhì gái ở bên Đài Loan ấy. Nhưng mà về bên Việt Nam thì đi khác ấy. Cô nói anh chỉ nói bản ban ban tốt lành và cho con chim. Thế ở trong Nghệ An nó nghèo như chó mửa, cái bọn giáo dân ở trong Nghệ An ấy, nghèo nghèo như chó rách. Thế mà chú không ban cho nó vài tấn thóc tấn gạo, cái không ban cho vài tấn vàng cho nó no đi. Mà cái bọn ngu người cứ đi theo nó ấy. Tôi hỏi các ông có bà đi theo đạo mà cái đạo trời đạo đất ấy. Rồi là cái bảo là Chúa phù hộ cho ông cho bà mấy cây vàng, người là phải làm đấy. Đạo của cô đã bị đứng rồi. Mạng của cô lại bị đứng. Nó thì kiểm tra. Vâng, được rồi đấy, cháu nghe thấy rồi đấy. Là cô nói cho cháu nghe. Bây giờ cô nhớ ra cái đoạn này nè. Cái bọn ở hải ngoại đấy, mấy cái con ca ve là lỗi thời già rồi. Cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đấy, nó hút thằng thằng Mỹ đấy. Ông Lê Sa Phạm BD đấy, cắt cu đi làm thái giám đấy. Với lại con Lê Sa Phạm, với lại con Mã Tiểu Linh, rồi con Thùy Dương, rồi mấy cái con đấy, trời đất, mấy con mà ngủ trên mạng đấy. Toàn làm cà phê ở Việt Nam mình, nó là trang điểm mà má phấn má hồng, nó là cái bọn ở hải ngoại về là hốt sang bên Mỹ. Nó chửi ở Việt Nam, nó bảo là cộng sản bắt chân Việt Nam mình đi sang nước ngoài đi làm, mình gửi tiền về cho Việt Nam. Nó bảo thế này, tao bảo chúng mày ấy, chúng mà mở cái cầu tiêu đừng mà ăn cất đi. Chúng tao đi làm, con người sinh ra là phải làm công ăn. Chúng mày thì bán trôn nuôi miệng, cái cộng sản chúng tao là phải lao động đúng không ăn nha. Còn chúng mày ấy là cái loại bán trôn nuôi miệng thì nuôi cái bản thân rồi, không cần phải làm nữa. Còn chúng tao đi làm này, đi sáng ngoài làm, nhà nước người ta cho vay tiền không phải trả lại, đi làm được tiền mang về trả người ta. Chúng tao đi làm được bao nhiêu tiền về xây nhà xây cửa, chứ bảo chúng tao đưa cho nhà nước ăn cục nó khét láo lên. Cái thứ hai nữa là nó bảo là cộng sản cho con cháu đi bán con cháu ra nước ngoài đi lấy vợ đi chồng. Đấy là cái tự do của người ta. Thế nhưng muốn ngủ với người ta cộng sản đến đi lôi nó lại à? Bạn không được ngủ cái thằng này à? Bạn không được lấy cái thằng này à? Nó vẫn nói ra những cái lời như chút. Bạn cứ nói là Việt Nam mình ung thư nhiều. Bây giờ cô nói giống nghe này. Trên đài báo thông tin người ta bảo mình là không được ăn người ta cái đấy. Ăn uống là cho cẩn thận nha. Những người Việt Nam mình liều, lười. Chưa đi làm về là thấy cơm là màn chai rượu uống là uống đục. Rượu hôm nay sang ngày mai rượu rồi với ung thư. Rồi là cá thịt bây giờ là cái bọn nó toàn có làm bỏ những các cái hành thi hành thiết vào cho nó tươi con cá. Rồi về rồi là rửa nấu không sạch sẽ, không gọn gàng, không sạch sẽ. Thì cứ nghĩ là cá với biển nó sạch. Cái biển lên nó bỏ theo về cho tươi. Là những cái người mà chỉ buôn bán ấy, thì vì mình chứ không vì người khác. Việt Nam mình có cái tính đấy, rồi là chết vì cái đấy. Thế bây giờ nhà nước người ta bảo đừng có ăn, rồi chưa ăn rồi chết rồi lại đổ với cộng sản, người cộng sản là đến tranh trách mồm ông ra đổ bọc nhận, đúng không? Cộng sản đến ở trên nhà nước người ta về, cộng sản người ta đến người ta trách mồm ông ra, người ta đổ rượu vào cho ông, người ta đổ cho ông ăn cá. Người ta bảo đồng ăn đi chứ ăn vào thì chết, mình phải chịu. Người mỗi người có cái quyền của người ta, cái miệng của mình là có cái quyền của mình, ăn hay không ở nơi mình, ăn hay không cho mình đấy, ăn giữ gìn cũng nơi mình mà ăn tạp cũng nơi mình. Thế bây giờ được cứ đổ với cộng sản là thế nọ thế kia. Thế bây giờ hắn chứ bảo là cộng sản bán đất cho Trung Quốc. Bây giờ cô nói như cái này thì cô giáo hiểu này, nước người ta đấy, các cô cái này này, 10 nóc nhà thì 9 nóc nhà là công ty. Thế bây giờ cô nói cho cháu nghe nha, người ta cũng bán đất cho nước ngoài về, chính thằng Mỹ cũng bán đất cho Trung Quốc, nó sang bên nó xây dựng các công trình, đúng không? Thế bây giờ này Việt Nam mình bán cái mảnh đất này cho Trung Quốc 50 năm, hết 50 năm rồi, thằng Trung Quốc có khênh được cái nhà về không? Đúng. Không khênh được đúng không? Nó để lại cho mình có phải làm giàu cho mình không? Con em mình đến thì làm, có công ăn việc làm đúng không? Cho nên là hắn ngu cái chỗ đấy. Cái thứ hai là ngu là nói đây này,
nói là người Việt Nam mình đấy, mỗi người phải gánh nợ công 20 triệu một người. Thế cháu thử hỏi rằng là từ ngày nhỏ đến lớn cụ nhà cháu đã phải trả nợ công cho nhà nước bao giờ chưa? Chưa, cháu trả đi trả cái gì chưa? Thế mà nói chứ bảo là mình trả nợ công. Thế bây giờ nhà nước mua máy bay, mua xe tăng, mua xe lửa thì là nhà nước người ta kinh doanh những các cái đầu tư vật liệu, những các cái công ty của nhà nước, rồi là thu hồi những các cái tiền thuế, tiền máng của các công ty người ta mua. Quân đội thì nó làm bởi quân đội, mình nhà nước mình làm bên nhà nước, mỗi một cái người, cơ quan này có một cái quỹ của một người ta. Còn người dân mình là trước đây làm ruộng là người ta chia này, bây giờ cô nói về ruộng nghe cháu nghe này, cháu có làm ruộng không? Mỗi một đầu người là 2 thảo ruộng hoặc là 64 ruộng đúng không? Cháu không ruộng ăn đóng thẳng 70 cân, mỗi một thằng đóng thẳng 70 cân là trước đây đấy, nhưng mà hơn chục năm nay rồi là bộ đội đấy, là người ta đi thì bộ đội là người ta tự sản xuất, người ta tự ăn, mình không phải đóng nữa, là làm được bao nhiêu ăn mới được, chỉ đóng một tí thuế thôi, đúng không? Nhưng mà nói chứ bảo là đến khi đấy nhà nước người ta, ví dụ như người ta giao cho anh mình một cái ruộng đấy là đấu thầu cho anh làm, thế bây giờ tôi cần cái mảnh đất này, tôi bảo là cho người ta xây dựng công trình hay cho ruộng kia, thế anh không muốn trả anh bao là cộng sản đến đi cướp đất làm sao mà anh nói buồn cười nhỉ, đúng bọn đấy rất là buồn cười. Nó rồi nhưng mà nó cứ chủ mà cố chủ nói vậy đấy. Mà đấy tức là sau là ví dụ như này, anh khi mà anh ôm sổ đỏ thì anh vay tiền đi ngân hàng đấy, này, anh ôm tiền anh ăn thì có ai người ta nói anh cái gì không? Anh ôm anh ăn được mấy trăm triệu anh không trả được, người ta đến đã thu tài sản để bảo cộng sản nó đến cướp nhà tôi, cái nhà của chúng tôi người ta có đến cướp đâu, sao lại cướp nhà anh? Nó phải có cái nguyên nhân đấy, đúng không? Mà kể cả những cái thằng tham gia giao thông đi, hay là cái nhóc cái cảnh sát đánh người, cảnh sát anh không làm gì làm sao người ta đánh, anh chửi người ta quá đáng. Tôi nói anh, anh ở bên Mỹ bắn tặng anh chết rồi, không để đến cãi với anh đấu lý gì là được. Nhưng Việt Nam mình là nhân nhượng quá, là quá trớn mất dạy. Chúng nó toàn nói cái kiểu vậy mà nói kiểu hai giọng, mà giọng nào nói được. Cái nên là tôi vậy. Mình cái bọn này á, tốt nhất là chưa bắt được nó ấy, cho nó ra cái cơn bão ngoài kia, cho nó ngồi tù ngoài đấy, cho nó biết cái người cộng sản này chưa phải ngồi tù với chúng nó như thế nào, thì nó cũng khiếp sợ. Mà bắt được những cái thằng mà cứ cầm đầu cộng cán nhất tự hình thì cũng có vậy cũng như hết mấy giờ mà mình 1:30 ạ. Bởi vì là cô mới bảo thế này, Việt Nam mình đấy, bây giờ cô nói thật với nhau, ngày xưa ấy ai mình nhất chỉ có 2 bộ áo đấy. Và bây giờ quần áo ấy, cô nói thật với nhà nào nhà nấy tấp đầy ấy. Ăn ngon mặc sướng, không muốn suốt ngày đi ra đường đi biểu tình thì gây sự đánh nhau với chửi nhau với đấy, đi bêu giếm nói xấu Việt Nam. Việt Nam mình đấy là thiệt hại rất nhiều, các nước người ta muốn về Việt Nam mình đầu tư, nhưng mà cái việc cái bọn Việt Nam Cộng Hòa này, cái bọn này, ăn nói xấu Việt Nam mình, cúp đường cúp chợ cái mọi kia người ta không dám về Việt Nam này, thứ nhất. Thứ hai nữa là anh chỉ nói là Việt Nam mình ăn bệnh với mọi kia rồi mình không dám về. Sau là cô ở nước ngoài, cô cứ nói chúng mày cứ thử về một lần xem là Việt Nam chúng ta ăn bệnh, hay là những cái đứa nó nói ra nó ăn bệnh, chúng mày cứ biết cái đứa nó nói ra nó ăn. Anh nói tiếng Việt Nam được, tao biết là nó nói tiếng Việt Nam, mày đẻ 5 đứa con nhưng mà có đứa đi ăn cướp, cũng có đứa không đi ăn cướp. Mà cái đứa mà ở Việt Nam chúng ta mà nói xấu chúng ta là cái bọn nó đang theo giặc. Nó theo giặc cũng như ở bên mày, có người nó theo Nhật thì đánh mày. Nhưng ngày đấy chúng ta, nhà chúng mày không nhân nhượng chúng mày, chúng sống nó chết hết rồi. Thì chúng mày im lặng. Nhưng chúng ta là cho nó sống để cho nó làm người. Trước đấy là con chó, bây giờ muốn để nó làm người. Nhưng mà bây giờ nó không biết ơn người ta, nó lại ngoái đầu lên cạnh chủ. Cho nên là chúng ta mới bị thiệt hại như thế. Chứ nếu không nghe cô nói là cái cháu này Việt Nam mình ấy, đất rộng những bông con em mình ấy, cô nói cái đất ở Macau Hồng Kông ấy, toàn là các nước nó về này, Trung Quốc nó còn bán cả một cái Hồng Kông cho cái nước Anh ấy. Nó dân nó không đi được 30 năm 70 năm, bây giờ nó trả lại cho Trung Quốc đấy, nó xây nhà cao biệt thự đấy, thằng Anh nó có khênh được nhà về không? Đúng. Cái bọn này lại là hắn cố ý là hắn không muốn cho mình khá, cho nên là cứ làm mà đâu đáng mấy đấy.
Hôm nay là nó còn đi ra đường, nó chấn đường của bằng những người tham gia giao thông, chứ tôi cũng chết mẹ nên cũng để làm gì, cũng tránh người lệnh cho nó làm gì. Mình nó đi ra đường tham gia giao thông hay là đánh hình khác, đánh dặn được rất khéo. Vừa rồi đây có một cái xe này, cái bọn nó là đi bình tĩnh. Công an ở cái khu đấy là nó điện cái khu vực công an đấy là để đón cái xe này. Ông ơi, nó là đón nó thấy công an nó đèo một đứa con nít đi, nó bảo cái đứa cũng đeo khẩu trang, cái đứa con nít nó bảo là cái xe đi khám bệnh mà đưa người đi khám bệnh ở tỉnh thạ, công an nó bắt nó đi đi khám bệnh gì mà đi một cái ô tô hai mấy người này. Đi khám bệnh đi bình tĩnh còn đang Đắk Lắk ạ. Nên cô ấy bảo là những cái ở Việt Nam mình tốt nhất là kể cả đóng tiền dân người ta cũng dơ hai chân hai tay, cứ làm như bên nước ngoài này. 1 mét vuông, 2 dàn camera, ở camera trên máy camera 4 cái này cũng có người giám sát. Ở đấy cũng một thằng ăn cắp, người ta điện ngay về cái khu vực đấy, cũng một thằng khả nghi là cảnh sát rồi đến ra ngay cũng ngay. Cháu ấy, cô có việc nha, xin bye bye nha mọi người nha. Vâng, cô hôm nay cháu nghe khi kể chuyện thì cháu thấy vui.